Xin chào tất cả quý khách hàng, tôi tên là Ngô Xuân Phi, chuyên viên tư vấn sản phẩm của Hana ô tô Vinh. Ngày hôm nay, tôi rất vui mừng khi được thông báo tới quý khách hàng về chương trình đăng ký lái thử ngay nhận quà liền tay. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, tại đại lý showroom Hana ô tô Vinh, tất cả các khách hàng đăng ký lái thử sản phẩm Hana ô tô Vinh sẽ nhận được một phần quà đặc biệt từ Honda. Kính mời quý khách hàng bớt chút thời gian tới với đại lý của chúng tôi để trải nghiệm các sản phẩm mới nhất của Honda City, mẫu xe sedan thành thị với ngoại thất ấn tượng, khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi hiện đại, hệ thống an toàn tiên tiến xếp hạng 5 sao cao nhất. Honda Civic, chiếc sedan có động cơ mạnh mẽ để thỏa mãn niềm đam mê lại nhưng lại đáp ứng được không gian thoải mái cho cả gia đình. Honda HR-V, người bạn đồng hành tuyệt vời để cùng bạn khám phá niềm vui và nhiều trải nghiệm mới mẻ trên mỗi chuyến đi với những cải tiến đột phá, vận hành thể thao vượt trội, công nghệ tiên tiến, tiện nghi thoải mái tối đa. Honda CR-V, chiếc SUV ngoại thất ấn tượng thể thao, mạnh mẽ, an toàn tuyệt đối mỗi khi di chuyển với CR-V nhờ hệ thống an toàn tiên tiến Honda Sensing. Chương trình ưu đãi khủng và duy nhất trong tháng 8 này đối với quý khách hàng mua sản phẩm Honda. Quý khách hàng đang có nhu cầu đăng ký trải nghiệm các sản phẩm mới nhất của Honda ô tô Vinh, hãy click vào nút đăng ký phía dưới video này và để lại thông tin. Nhân viên tư vấn bán hàng của Honda sẽ liên hệ và đăng ký trực tiếp cho quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng. Hẹn gặp lại quý khách hàng tại đại lý showroom Honda ô tô Vinh.